Đức Phật A Di Đà chỉ cho chúng ta một phương pháp, tức là dùng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm vừa khởi lên lập tức trở về với Phật hiệu. Đây là phương tiện thiện xảo vô cùng tuyệt diệu của pháp môn Tịnh Độ. Nếu nắm bắt được điều này thì rất đơn giản, đời này sẽ thành tựu, thành tựu viên mãn. Điều này không thể nghĩ bàn. Học Phật phải cầu giảng sanh. Nếu ta đối với thế giới cực lạc, đối với Phật A-di-đà không có nhận thức tương đối thì rất khó khăn. Nhận thức như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi, chư vị tổ sư cao tăng từ bi đều giới thiệu rất rõ ràng, minh bạch. Trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thật sự đọc hiểu, đọc thông suốt. Đọc như thế nào mới có thể hiểu được? Cư sĩ Lưu Tố Dân làm tấm gương tốt cho mọi người. 10 năm chị chuyên học một bộ kinh này. Cách của bà chính là nghe CD. Một CD nghe một tiếng. Một ngày nghe một CD. Một CD này nghe 10 lần. Nghĩa là một ngày nghe giảng kinh 10 lần. 10 lần thật ra chính là 1 tiếng đồng hồ. 10 tiếng chỉ nghe một CD, đây là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Nghe xong bộ kinh này rồi nghe lại từ đầu, 10 năm không gián đoạn. Đây gọi là trì giới. Chúng ta thường nghĩ người bình thường, không phải thiện căn sâu dày, người bình thường nếu có thể làm được như thì khoảng 3 năm 4 năm sẽ được tam muội. 3 năm là được định. Hay nói cách khác, ta có thể khắc phục tập khí phiền não vọng tưởng đó. 3-4 năm là có thể chế phục. Thêm 2-3 năm nữa là khai trí tuệ. Khai trí tuệ tự mình sẽ thông. Thông thì như thế nào? Thông rồi vẫn giữ quy củ. Ta phải nghe hết 10 năm. Đây gọi là thật thà, gọi là y giáo phụng hành. Nắm chắc chuyện giảng sanh thế giới cực lạc, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, hoàn toàn không có chướng ngại. Chúng sanh thế gian này cần thì họ đến giúp, họ ở thêm vài năm cũng không sao, không có chướng ngại gì. Làm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta phải học tập như thế, vấn đề của mình được giải quyết, cũng có thể giúp người khác hóa giải hoạn nạn.